Đinh Hà Uyên Thư là cái tên tạo được tiếng vang khi thực hiện khá nhiều các MV cho các nghệ sĩ nổi tiếng như Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà, Trúc Nhân. Đinh Hà Uyên Thư còn được xem như tên tuổi bảo chứng view cho đồng nghiệp. Đinh Hà Uyên Thư sinh ngày 26 tháng 9 năm 1987, cô tốt nghiệp khoa đạo diễn điện ảnh khóa 7 của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Cũng chính bởi niềm đam mê cháy bỏng với nghệ thuật ấy, cùng với thiên bẩm đa tài đa nghệ, đạo diễn sinh năm 1987 đã tham gia vào một nhóm nhạc ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Đã không làm gì thì thôi, chứ một khi đã làm là phải làm cho tới, cho được. Sự nghiệp ca hát đã mang về cho Thư một khoản thu nhập kha khá để hỗ trợ việc học. Đã nhiều lần, phù thủy biến hóa, Đinh Hà Uyên Thư từng có ước muốn theo đuổi sự nghiệp ca hát. Tuy nhiên, cô vẫn quyết tâm giữ vững lập trường với sự nghiệp đạo diễn của mình. Nhờ đó mới có cái tên Đinh Hà Uyên Thư đứng sau làm nên thành công của những MV triệu view, gây được sức hút lớn của các ca sĩ đàn anh, đàn chị nổi tiếng như Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà, Ngô Kiến Huy, Trúc Nhân. Đinh Hà Uyên Thư bộc lộ đam mê và tài năng sở trường của mình trong việc sản xuất hàng loạt các MV nhỏ khá thu hút. Sự nghiệp của cô chỉ chính thức mở rộng khi cô nhận được lời đề nghị sản xuất MV cho ca khúc Bắt Sóng Cảm Xúc của ca sĩ nổi tiếng Wanbi Tuấn Anh. Thành công của MV đầu tiên này đã đưa cái tên Uyên Thư đến gần hơn với con đường đạo diễn chuyên nghiệp. Sau đó, cô nhận được hàng loạt các lời mời hợp tác với những ca sĩ trẻ đang nổi cùng với các tác phẩm gắn liền như Gửi Người Yêu Cũ, Hồ Ngọc Hà, Vũ Điệu Cồng Chiêng, Tóc Tiên, Sống Xa Anh Chẳng Dễ Dàng, Bảo Anh. Tài năng đạo diễn phù thủy của cô nàng càng khẳng định khi cô đứng sau hàng loạt hit của Huyền Thoại Sống Sơn Tùng MTP với những MV đình đám như Buông Đôi Tay Nhau Ra, Lạc Trôi. Nói về cảm giác khi được ưu ái gọi với cái tên là đạo diễn triệu view, Đinh Hà Uyên Thư hơi ngại ngùng chia sẻ, bởi vì danh xưng ấy vô tình tạo cho tôi áp lực và dần dần tôi bị phụ thuộc vào những con số, nhưng cũng là động lực để tôi cố gắng làm tốt hơn công việc của mình. Để nói có MV nào nàng đạo diễn trẻ biến hóa không được triệu view hay không, cô trải lòng, cũng có lúc sản phẩm tôi làm chờ mãi mới được triệu view. Thế nhưng với tôi, triệu view hay chục triệu view không phải là yếu tố quan trọng nhất. Điều quan trọng là sự chia sẻ của khán giả, nghĩa là có rất nhiều người sau khi xem MV tôi làm, họ đã thấy họ trong đấy và họ mở lòng chia sẻ lại với tôi. Tôi rất vui, bởi lẽ điều đó rất quý giá, đã củng cố thêm vốn sống của tôi rất nhiều. Được mệnh danh là đạo diễn vàng trong làng MV, Đinh Hà Uyên Thư đã sản xuất ra vô số sản phẩm làm mưa làm gió trên đường đua nhạc Việt. Uyên Thư là một trong những đạo diễn có sức ảnh hưởng rất lớn, không chỉ là đạo diễn mát tay trong sản xuất MV, tên tuổi của cô còn có sức mạnh bảo chứng view cho đồng nghiệp. Những MV tiêu biểu, ai cũng biết đa số lượng view khủng, có thể kể đến như MV Chạm Đáy Nỗi Đau, Eric với 183 triệu view, MV Lạc Trôi, Sơn Tùng MTP với 257 triệu view, MV Sáng Mắt Trưa, Trúc Nhân với 133 triệu view, MV Truyền Thái Y, Ngô Kiến Huy với 89 triệu view. Sở hữu những thành tích đáng gờm trên đường đua nhạc Việt, năm 2022, Đinh Hà Uyên Thư bất ngờ gây sốt phòng vé Việt khi đứng sau thành công của bộ phim điện ảnh Bẫy Ngọt Ngào. Theo số liệu thống kê từ hệ thống Box Office Việt Nam, bộ phim đạt doanh thu hơn 83 tỷ đồng, lọt vào top 5 phim chiếu rạp ăn khách nhất năm 2022. Bộ phim được phát triển từ sitcom Chiến Dịch Chống Ế đã từng gây được ấn tượng mạnh trước đó. Nội dung chính vẫn xoay quanh bốn nhân vật chính là Cammy, Quỳnh Lam, Linh Đan và Ken, diễn ra ở thời điểm sau một thời gian dài họ không gặp nhau, tất cả tề tựu lại để chúc mừng kỷ niệm 3 năm ngày cưới của Cammy. Nhưng mặt trái của cuộc sống hôn nhân khiến cả ba quyết định lên kế hoạch giải thoát cho bạn. Bẫy Ngọt Ngào khi chưa được ra mắt không tạo được cho khán giả và giới mộ điệu niềm tin bởi vì Thư chưa từng có kinh nghiệm trong mảng điện ảnh. Đề tài xoay quanh tình bạn, tình yêu cũng không có gì mới mẻ, nổi bật để hứa hẹn sự thu hút bùng nổ. Tuy nhiên, thành công của Bẫy Ngọt Ngào sau khi công chiếu khiến toàn bộ giới chuyên môn xoay chuyển ánh nhìn đối với nữ đạo diễn tài năng. Nói về quá trình làm phim, Đinh Hà Uyên Thư chia sẻ, khi làm phim này tôi đã trau dồi thật nhiều về chuyên môn, tôi đã xem phim thật nhiều để tạm gác lại cách kể chuyện bằng âm nhạc, tạm quên đi cách làm MV để tập trung vào cách kể điện ảnh. Xuất phát điểm từ một đạo diễn MV có nhiều kinh nghiệm, Đinh Hà Uyên Thư phát huy được thế mạnh trong phần hình ảnh, ánh sáng, âm thanh, âm nhạc, tạo nhiều điểm nhấn, bối cảnh hiện đại, thời trang nhân vật thời thượng, góc máy biến hóa. Tất cả thế mạnh trong nhiều năm làm nghề được Uyên Thư trau dồi trong sản phẩm điện ảnh, dù cho vẫn còn nhiều thiếu sót, nhưng Uyên Thư đang nỗ lực chuyển mình để thoát xác đạo diễn ca nhạc.